Chào mừng các bạn đến với bản tin ngày 9 tháng 9. Ngay từ giai đoạn đầu mùa, chúng ta đã chứng kiến những trận đấu cam gò để báo hiệu một mùa giải bùng nổ. Các chuyên gia nói gì, các huấn luyện viên nghĩ gì và khán giả bình luận như thế nào? Tất cả sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mở đầu cho bản tin sẽ là phần tin vắn đáng chú ý. Đứng trước bối cảnh sẽ bị phạt nặng vì những lời nói mang tính chất xúc phạm trọng tài điều khiển trận Liverpool và Newcastle, Van Dijk mới đây đã đăng một lời xin lỗi về tấm thẻ đỏ của mình. Tôi muốn làm rõ với các fan hâm mộ của tôi rằng tôi hoàn toàn chấp nhận mọi hình thức xử phạt. Đây là chiếc thẻ đỏ đầu tiên của tôi ở Liverpool. Tôi sẽ để sự thất vọng đó trở thành một bài học lớn giúp tôi hạn chế được cái đầu nóng của bản thân mình. Tôi rất muốn dành sự xin lỗi đến tất cả mọi người và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về tấm thẻ đỏ trên. Tôi sẽ hướng về phía trước luôn hỗ trợ đội bóng bất cứ lúc nào mà đội bóng cần. Sáng nay Brazil thắng Bolivia 5-1 trận ra quân vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Trong đó Rodrigo và Neymar đều lập được cú đúp trong khi bàn thắng còn lại được ghi bởi chân chạy cánh đang thuộc biên chế của Barca là Rafinha. Đội khách cũng đã có bàn thắng danh dự do công của Abrego vào phút 78. Sau Neymar mới là cái tên đáng được chú ý nhất trong trận đấu này. Hai bàn thắng trên sân Manguerao lần lượt là pha lập công thứ 78 và 79 của Neymar trong tuyển Brazil. Anh hiện đã có 79 bàn qua 125 trận, vượt lên trên con số 77 bàn sau 92 trận của cố huyền thoại Pele để trở thành chân sút số 1 lịch sử đội tuyển Brazil. Một trận động đất mạnh 7,2 độ ở vùng núi Atlas của Maroc đã khiến nhiều tòa nhà đổ sập trong đêm 8 tháng 9. Báo cáo thương vong ban đầu của Bộ Nội vụ cho biết số người thiệt mạng do động đất đã lên tới 632 và 329 người bị thương. Trung tâm Địa vật lý Maroc cho biết trận động đất xảy ra ở khu vực Ingin ở núi High Atlas với cường độ 7,2 độ Richter. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ đưa ra cường độ trận động đất này là 6,8 độ Richter với độ sâu 18,5 km. Người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Maroc xác nhận các thủ của đội tuyển quốc gia vẫn an toàn sau trận động đất xảy ra ở Maroc vài giờ qua. Các thủ đang ở thành phố Agadir chuẩn bị cho trận đấu với Liberia cách Marrakech, nơi xảy ra trận động đất 300 cây số. Cái tên Kvaratskhelia sẽ luôn là một trong những cái tên hot nhất trên thị trường chuyển nhượng và hiện tại chúng ta thấy cầu thủ này không thực sự có mối liên kết rõ ràng với đội bóng nào khác. Mới đây, cha và người đại diện Kvaratskhelia đã trả lời trong một cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Neapolitan Calcio Napoli 24 rằng con trai ông sẽ không chuyển tới câu lạc bộ nào cả mà sẽ cống hiến hết mình cho Napoli ở giai đoạn này. Ông cũng cho biết nhiều người đã liên hệ ông để hỏi về việc Real Madrid để ý con trai mình nhưng đây chưa phải là lúc để nói về điều đó. Yuri Tielemans đang bắt đầu những ngày tháng mới trong sự nghiệp tại câu lạc bộ Aston Villa, nhưng hiện tại anh đang bày tỏ sự không hài lòng vì việc không được ra sân nhiều. Tielemans mới chỉ đá chính một trận cho câu lạc bộ mới của anh trong mùa giải này, đó là trận lượt về Europa Conference League của Aston Villa với Hibernian. Trả lời cuộc phỏng vấn mới, anh cho biết: "Tình hình không mấy suôn sẻ, tôi đã nói với huấn luyện viên Emery rằng tôi đến Villa để chơi bóng. Ông ấy hiểu tôi nhưng hiện tại ông ấy thích dùng hai tiền vệ cũ của mình hơn." Phong độ của Scott McTominay ở Man United và đội tuyển quốc gia Scotland là hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu như ở câu lạc bộ, anh liên tục ngồi dự bị thậm chí không được đăng ký thi đấu, thì tại đội tuyển, McTominay đang là trụ cột khi liên tục tỏa sáng bằng những bàn thắng. Trận thắng trước đảo Sheffield rạng sáng này đã là bàn thắng thứ 6 sau 5 trận đấu của tiền vệ Man United, giúp anh cân bằng thành tích và chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách vô phá lưới tại vòng loại Euro 2024 với Rasmus Højlund và Romelu Lukaku. Trong trận đấu với Ecuador, Messi đã có một chấn thương nhỏ, điều này khiến nhiều người lo lắng, trong đó có cả những ai đáng quan tâm Inter Miami. Huấn luyện viên của Inter Miami là ông Gerardo Martino đã được hỏi về vấn đề này trong cuộc họp báo mới nhất và ông cho biết Messi đã thông báo rằng chấn thương mà anh gặp phải không quá quan trọng. Anh sẽ sớm quay lại Inter Miami sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia với tuyển Argentina. Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano mới đây đã vén màn câu chuyện về việc vì sao thương vụ Cucurella đến Manchester United thất bại. Theo đó có hai lý do chính khiến mọi thứ đổ vỡ. Chelsea là cầu thủ từ chối sử dụng điều khoản phá vỡ hợp đồng. Đồng thời Man United không hài lòng với việc không thể dùng Cucurella ở Carabao Cup vì Chelsea đã để anh chơi trước đó. Cái tên đang ở giữa tâm điểm truyền thông của Man United, Anthony khẳng định anh không lo sợ cho tương lai của mình tại Old Trafford, bất chấp cáo buộc từ ba người phụ nữ về việc anh đã tấn công họ. Trả lời kênh truyền hình SBT của Brazil, cầu thủ này quả quyết rằng sự thật sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận cảm thấy rất đau lòng khi đội tuyển Brazil loại anh khỏi đội hình tham dự vòng loại World Cup với Bolivia và Peru. Mới đây, cựu sao của Real Madrid và Tottenham là Gareth Bale đã mở lòng với báo chí về câu chuyện anh đã từ chối Manchester United như thế nào.
Anh kể rằng nửa đỏ thời Manchester đã từng có ý muốn tiếp cận anh vào thời điểm trước khi anh đến với Tottenham và bùng nổ vào khoảng thời gian sau đó. Phía Manchester United lúc đấy đã đến gặp tôi tại Southampton, song tôi đã từ chối bọn họ và đến Tottenham chơi bóng vào thời điểm đó. Manchester United chắc chắn là đội bóng vĩ đại nhất Premier League này rồi. Họ giành được hàng tá danh hiệu, đi kèm theo đó là những cầu thủ giỏi nhất và dĩ nhiên là huấn luyện viên xuất sắc nhất nữa. Với hoàn cảnh như vậy thì có lẽ quyết định dễ dàng hơn cả đó là đến chơi cho Manchester United thôi. Đó là câu lạc bộ lớn nhất mà. Hầu hết mọi người đều muốn trở thành một phần của một đội bóng khổng lồ, nhưng tôi đã làm điều ngược lại vì tôi muốn được chơi bóng. Tôi đã chú tâm vào việc phát triển sự nghiệp của mình hơn là tiền và danh tiếng. Đó là lý do tôi đến với Spurs. Trong trận đấu tối qua, đội huyền thoại ở Barca đã gặp huyền thoại của Maccabi Haifa trong một trận giao hữu tại Israel. Đây là một trận giao hữu quy tụ rất nhiều danh thủ, có thể kể đến những Juli, Saviola, Rivaldo, Philip Cocu, Bohan Krkić và Ronaldinho. Trận đấu khép lại với tỷ số 5-1 nghiêng về phía đội huyền thoại ở Barca. Trong đó Saviola lập một cú đúp, Juli, Bohan và Ronaldinho mỗi người có một bàn thắng để hoàn tất thắng lợi đậm đà. Đã có một cổ động viên quá khích đã vượt qua hàng rào an ninh để đến ôm chầm lấy Ronaldinho. Anh ta chạy đến với một tốc độ rất nhanh, nhưng Ronaldinho cũng đã có một pha lắc người kinh điển để thoát đi trước pha pressing đến từ anh chàng phản cứng kia. Đoạn clip trên cũng đã sở hữu 11 triệu lượt xem trên mạng xã hội Twitter hôm nay. Oleksandr Zinchenko đến với Arsenal ở mùa hè năm ngoái và nhanh chóng chiếm một suất đá chính trong đội hình của Mikel Arteta. Chia sẻ với Football Live trên TikTok, Zinchenko tiết lộ Gabriel Jesus đã tác động để anh quyết định đầu quân cho đội chủ sân Emirates. Zinchenko cho biết, Mikel đến nhà tôi cùng với giám đốc, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện về cách họ nhìn nhận tôi ở câu lạc bộ, vị trí nào, dự án của câu lạc bộ, cấu trúc và mọi thứ. Và đột nhiên ai đó bấm chuông và tôi nói rằng tôi sẽ phải ra. Trong trường hợp đó là người giao hàng hoặc một ai đó và Gabriel Jesus đứng trước cổng, tôi đã phải thốt lên rằng đây là trò đùa có phải không? Đặc vụ bí ẩn đó đã đến nhà tôi và tất cả chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ. Đây thực sự là điều tích cực. Thời điểm đó Zinchenko được Man City định giá 30 triệu bảng, ít hơn khoảng 15 triệu bảng so với Jesus. Cả hai đã có một thời gian dài chơi bóng trong màu áo của The Citizen nên không khó khăn trong việc bắt nhịp cùng nhau. Harry Kane vừa chuyển sang Bayern với mức giá 100 triệu bảng, đội trưởng đội tuyển Anh ngay lập tức gây ấn tượng với 3 bàn thắng sau 3 trận đấu tại Bundesliga mùa giải năm nay. Gia nhập một đội bóng có tham vọng lớn như Bayern khiến tiền đạo 30 tuổi đặt mục tiêu vô địch Champions League cũng như Euro cùng đội tuyển Anh. Chắc chắn tôi biết trận chung kết Champions League năm nay diễn ra tại sân Wembley, vẫn còn rất nhiều thời gian để hướng tới trận đấu cuối cùng. Nếu tôi nâng cao được chiếc cúp tay vòi sẽ là điều vô cùng tuyệt vời, Kane cho biết. Kane cũng thừa nhận sự thất vọng khi chinh chiến tại Tottenham trong hơn một thập kỷ nhưng lại không có bất kỳ một danh hiệu nào. Không thể che giấu sự thật rằng sự nghiệp của tôi vẫn thiếu đi các danh hiệu. Khi còn bé tôi chỉ xem các trận đấu tại Champions League qua TV, tôi ước một ngày nào đó mình có thể nâng cao chiếc cúp này. Khi được hỏi về Euro 2024, Kane cho biết, tôi biết Euro sẽ diễn ra tại Đức, nếu ai đó có thể viết kịch bản, tôi sẽ cố gắng biến điều đó thành sự thật. Luka Modric vừa mới từ chối những lời đề nghị khủng để tiếp tục ở lại Real Madrid. Tiền vệ người Croatia đã ký hợp đồng thêm một năm với kèn kèn trắng. Thế nhưng cho đến hiện tại, cầu thủ 38 tuổi chỉ mới đá chính đúng một trận cho Los Blancos, còn lại đa phần là vào sân từ băng ghế dự bị. Chính vì điều này mà quả bóng vàng 2018 đang tỏ ra không hài lòng với đội bóng. Không ai hạnh phúc khi phải ngồi ghế dự bị cả. Trong suốt sự nghiệp của tôi chưa bao giờ phải ngồi dự bị như tình hình hiện tại cả. Nhưng đó là quyết định của huấn luyện viên, tôi phải chấp nhận điều đó. Chúng tôi sẽ chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nếu sau này tôi không còn quan trọng với câu lạc bộ nữa thì tôi phải có hướng đi riêng dành cho mình. Rất nhiều câu lạc bộ quan tâm và muốn có sự phục vụ của tôi, tuy vậy tôi chỉ luôn hướng trái tim mình về Real Madrid. Hiện tại Modric đang phải cạnh tranh rất gay gắt với hàng tiền vệ trẻ khỏe và đầy tiềm năng như Bellingham, Tchouameni, Camavinga hay Van Verde. Kevin De Bruyne là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Trong vài năm trở lại đây, anh luôn tạo ra những đường truyền vô cùng ảo diệu, đặt những đồng đội vào tư thế thuận lợi để dứt điểm. Mùa giải vừa rồi, anh đã đóng góp 8 bàn thắng cùng 24 đường kiến tạo trên mọi đấu trường giúp Man City giành được cú ăn ba thần thánh. Chính vì điều này mà bất cứ một tiền đạo nào cũng muốn sát cánh bên cạnh tiền vệ người Bỉ. Mới đây khi được hỏi về việc De Bruyne muốn chơi cùng với Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi hơn, cầu thủ Man City vui vẻ đáp: "Tôi muốn chơi cùng với Ronaldo hơn. Bạn biết đấy, Ronaldo có xu hướng là tiền đạo nhiều hơn. Điều đó không có nghĩa là Messi không giỏi, chỉ là anh ấy thiên về sáng tạo lối chơi nhiều hơn. Tôi là một tiền vệ, tôi luôn muốn tung ra những đường chuyền để giúp các tiền đạo ghi bàn. Số kiến tạo trong sự nghiệp của tôi sẽ còn tăng lên rất nhiều nếu như tôi chơi cùng Ronaldo."
Gareth Southgate nói rằng Jordan Henderson sẽ buồn nếu những người hâm mộ LGBT của tuyển Anh quay lưng lại với đội bóng nếu cầu thủ đang chơi tại Ả Rập Xê Út ra sân trong trận gặp Ukraine vào thứ Bảy. Jordan Henderson đang bị cộng đồng LGBT chỉ trích dữ dội sau khi đội trưởng Liverpool đồng ý gia nhập đội bóng Ả Rập Al-Ittihad. Hendo trước đây từng mang băng cầu vồng ủng hộ LGBT nhưng việc anh chấp nhận đến Ả Rập, một đất nước bài trừ LGBT đã khiến cộng đồng này phẫn nộ. Khi được hỏi về động thái phản kháng, Southgate nói, tôi nghĩ tuần này Jordan đã bày tỏ bản thân rằng anh ấy sẽ buồn nếu đó là cảm giác của họ. Cảm giác của anh ấy đối với cộng đồng không bao giờ thay đổi. Chấn thương của Trent Alexander-Arnold có nghĩa là Henderson có khả năng đá chính cùng Declan Rice và Jude Bellingham ở hàng tiền vệ của đội tuyển Anh vào thứ Bảy. Mặc dù Conor Gallagher, Calvin Phillips, James Maddison, Phil Foden và Emre Chiesa cũng là những lựa chọn cho vị trí này. Chia sẻ với Ladbrokes, cựu huấn luyện viên Premier League Martin O'Neill không ngần ngại chỉ trích tiền đạo Anthony Martial của Manchester United. Cụ thể, O'Neill khẳng định, đối với tất cả những cầu thủ tài năng mà Man United đang có trên hàng công, bạn hầu như không tin tưởng vào họ lúc này. Phong thái của Anthony Martial có thể sẽ khiến bạn khó chịu nếu bạn là một huấn luyện viên. Cậu ấy dường như chỉ biết cảm thấy ủ rũ và hay rên rỉ. Những gì Martial thể hiện là chưa đủ. Cậu ấy phàn nàn khi rời sân, nhưng bạn nghĩ bạn đang chơi cho Manchester United, bạn phải làm được nhiều hơn thế. Ở đây chúng ta không nói về một đội bóng Premier League bình thường. Đó là Manchester United, bạn phải trở nên tốt hơn khi qua áo câu lạc bộ này. Với sự xuất hiện của Rasmus Højlund, nhiều khả năng Martial sẽ đóng vai trò dự bị trong đội hình Man United thời gian tới. Mùa giải 2022-2023, Martial thường xuyên ngồi ngoài bởi chấn thương, phong độ trồi sụt thất thường trở thành điểm hạn chế lớn nhất nơi Martial. Kịch bản tiền đạo 27 tuổi chia tay sân Old Trafford đang gần hơn bao giờ hết. Trước khi kết thúc bản tin chiều ngày hôm nay, tôi chỉ muốn nhắc các bạn khán giả của tôi rằng vào lúc 19 giờ tối ngày 9 tháng 9, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ hai vòng loại U23 châu Á với đối thủ Yemen. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của buổi chiều hôm nay. Tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Còn bây giờ thì chúc các bạn một tối an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin ngày mai.